Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình in một số cuốn này để gửi cho những người đã đặt hàng mua sách của mình. Thì cái cuốn này thì sách nhạc điểm hát sẽ dành cho những người mà đã nắm được nhạc lý, tức là ít ra cũng phải nhìn được nốt nhạc, vị trí nốt nhạc và chơi được các cái tiết tấu. Đấy. Soạn đầy đủ intro, hợp âm, giai điệu, lời ca và câu lót đệm từng câu đoạn. Đó. Có cuốn này thì các bạn học đệm rất là dễ học. Đó. Thì giá của cuốn này là 500 ngàn một cuốn. Thì ai mua thì sẽ vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0977 369 565. Gọi điện hoặc là cho Zalo cũng được nha. Đấy, các cái bản mình soạn rất là kỹ. Ở trên mạng người ta bán á, chỉ không có lót đệm đâu, là 450 ngàn một bản nha. Chỉ có intro, hợp âm và giai điệu thôi. Còn ở mình là cũng khá đầy đủ, đầy đủ về intro, hợp âm, giai điệu và lót đệm. Đó, chỉ có cuốn này tầm khoảng hơn 30 bài. Đó. Thì các bạn ai cần liên hệ với mình nha, chị Dũng Audio.